Mẹ ruột ca sĩ Kim Ngân tiết lộ về chồng của ca sĩ Kim Ngân và nguyên nhân con gái bị bệnh. Sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng mẹ của ca sĩ Kim Ngân cũng chính thức lên tiếng và không khiến công chúng phải thất vọng. Mẹ của cựu ca sĩ đã nói lên lời cảm ơn đến Thùy Nga và luôn đứng về phía sau để ủng hộ Thùy Nga giúp con gái mình. Và bà cũng chia sẻ về người chồng và hai con gái của nữ ca sĩ. Bà cho biết chồng của ca sĩ Kim Ngân vẫn giúp đỡ nữ ca sĩ, vẫn đi thuê nhà cho ca sĩ Kim Ngân. Nhưng thuê nhà xong, cô không chịu ở và ở được vài ngày lại bỏ đi. Con gái vẫn quan tâm mẹ, nhưng vì phải đi làm nên không thể đi theo ca sĩ Kim Ngân được. Mà nữ ca sĩ thì hay rất giận dỗi, hệ không thích là không gặp ai. Mẹ ca sĩ Kim Ngân cho biết, chồng của ca sĩ Kim Ngân là một người tử tế, gia đình giàu có. Gia đình chồng là gia đình bề thế, Kim Ngân mở được trung tâm băng nhạc, đám cưới Kim Ngân được tổ chức rất lớn. Người chồng lịch sự, ăn học đàng hoàng, gia đình có tiếng tăm, nên mẹ Kim Ngân rất an lòng về con gái. Vì vậy mà mẹ Kim Ngân đã rất yên tâm mà đi làm ăn xa. Sau khi ca sĩ Kim Ngân sinh con trai, Thì Thi, con gái của nhạc sĩ Trường Hại đã đưa vào bệnh viện, lại may mắn gặp được chồng của người bạn của Thi, con gái nhạc sĩ Trường Hại. Nên Thi cũng gửi gắm, sau khi sinh con trai, Thi đã đón về, lúc đó tinh thần ca sĩ Kim Ngân rất tỉnh táo. Như có nhiều người nói, Kim Ngân là con của nhạc sĩ Trường Hại, phải không cô? Không phải, Kim Ngân là con đỡ đầu của cô Hạnh, vợ nhạc sĩ Trường Hại, và cô Hương, mẹ ca sĩ Kim Ngân, rất thân thiết với nhau. Thưa cô, mọi người thưa kiện chị Thùy Nga, nên con muốn hỏi cô là cô muốn Thùy Nga tiếp tục chăm sóc chị Kim Ngân nữa không? Cô khuyên Thùy Nga đừng buồn, từ từ mọi chuyện sẽ qua. Cô đã khuyên Thùy Nga cứ tiếp tục quay Kim Ngân. Nếu Thùy Nga kiếm được nhiều tiền, tôi càng mừng, Thùy Nga sẽ có tiền lo cho Kim Ngân tốt hơn. Nói đến đây, khán giả và đồng viên bà. Người mẹ này quá đau khổ, có ai hiệu giúp không? Có ai muốn ở trong trường hợp này không? Chắc 100% trả lời không, mong gia đình luôn được bình yên. Cô Hương lên tiếng nói như vậy, mình đủ hiểu và thương cô. Đừng nên hỏi cô, sao không bàn đến việc thằng gia khó lắm. Khổ con cháu, không nên đem lên mạng phân bua. Cô là mẹ ruột, cô có quyền từ chối hoặc ủng hộ, nếu không đồng ý thì Gia Nguyễn đâu có quyền xen vào. Sao không nhắc gì tới Gia Nguyễn vậy? Bà cần phải có lời, bà có nhờ và ủy quyền cho Gia Nguyễn không? Chứ bà trả lời chung chung thế này thì khán giả có biết câu trả lời hết rồi. Bệnh của Kim Ngân dùng nhiều tình cảm chân thật của nhiều người thì có nhiều cơ hội để hồi phục trí nhớ như bé Yến, Tuấn, chị Huyền và Thúy Nga. Chứ như kiểu gian manh như tên Gia Nguyễn, bệnh còn nặng hơn. Thì sao thằng gia súc kia nói Thúy Nga như vậy thì bà Hương không hề đã động đến. Nói chung rất bí hiểm về gia đình bà này, mọi chuyện nên lắng xuống để gia đình họ tự giải quyết.